Nghe chọn người, nam sinh lớp 12 có giọng tụng kinh cực đỉnh. Dân mạng nghe qua đã biết tương lai sáng lạng. Theo đó, trong khi các bạn đang nói chuyện rơm rã với nhau trong giờ ra chơi, nam sinh vẫn điềm nhiên đi xuống cuối lớp, lặng lẽ lấy một bộ chuông mỏ mini size ra đặt lên bàn. Sau đó một lòng thành tâm hướng về cõi Phật, miệng lầm rầm tụng kinh đọc chú, tay vẫn liên hồi gõ mỏ đánh chuông. Đi đi học nghe. Nào quá to thôi. Tiếng tụng kinh du dương đều đều trầm mặc như tách khỏi hẳn không gian ồn ào của lớp học, khiến cho những học sinh ngồi gần đó cũng không khỏi tò mò chạy lại lắng nghe. Có người còn cao hứng lấy đàn ra đệm kèm thêm một khúc nhạc giật gân để cho tiếng tụng kinh của nam sinh càng thêm hấp dẫn. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng cảm thấy vô cùng thích thú trước giọng đọc trầm lắng mà âm vang không khác gì thầy tụng của cậu học trò. Một số người cho rằng nam sinh ít nhiều cũng đã có căn có số, được bề trên đưa đường chỉ lối nên tiếp tục đi theo con đường làm thầy tụng, biết đâu sau này có được tương lai sáng lạng. Một số bình luận được mọi người để lại: phải công nhận là y chang giọng mấy ông thầy tụng trong mấy cái máy tụng kinh. Ông này có tương lai làm thầy tụng chắc luôn. Thôi thì sáng đi học, trưa chiều đi tụng đám, kiếm thêm thu nhập cũng được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.